Mình hay chụp với mode A, tức là chế độ ưu tiên khẩu độ. Nhưng mà theo mình thì cái chế độ chụp nó không quan trọng bằng cái cách bạn đo sáng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về đo sáng, cũng như kinh nghiệm cá nhân của mình chụp như thế nào, cái lợi cái hại của cái chuyện đó, và cách khắc phục cũng như nó có phù hợp với anh em hay không. Video này được tài trợ bởi Rumera. Với kinh nghiệm hơn 10 năm gắn bó với nhiếp ảnh, Rumera chủ yếu bán các mặt hàng về ngành ảnh, đặc biệt là Fujifilm. Mình có để link danh sách hàng ở dưới, mong được các bạn ủng hộ nha. Ok, giờ mình sẽ nói những cái cài đặt mà mình hay xài. Đó là mình đo sáng nguyên khung. Đây, Multi nè. Rồi, mình sẽ để chế độ ưu tiên khẩu độ. Chế độ nào mà nó có cái chữ số màu xanh á, tức là các bạn sẽ tinh chỉnh cái thông số đó được. Ưu tiên khẩu độ thì mình sẽ để tốc auto nè, khẩu cũng ISO auto, và khẩu mình sẽ tùy chỉnh tự do theo ý của mình. ISO auto nói thêm một cái nữa, mình sẽ để ở đây là cái độ nhạy thấp nhất có thể. Còn cao nhất thì mình để tầm khoảng 6400. Tại vì mình nghĩ cái hạt của Fuji nó chấp nhận được ở ISO 6400. Anh em khó tính này kia thì có thể giảm xuống. Và tốc độ an toàn mình để 1/60 giây. Có khi mình để auto, đối với những cái máy khác mà xài lens tele thì mình để auto. Thì đôi khi những lens không có chống rung thì khi bạn chụp ở tiêu cự tele như vậy thì nó sẽ kéo cái tốc cao hơn để cho hình bạn đỡ rung nhất có thể. Hoặc là khi mình chụp người chuyển động bình thường, không có gì quá nhanh, ví dụ như không có chuyện nhảy nhót này kia, thì mình để ở 1/125 giây. Đó, còn hiện tại thì đối với máy X100V mình để 1/60 giây. Đó. Như mình nói, mình tùy chỉnh khẩu độ thoải mái và để cho máy nó tính toán hai thông số còn lại là tốc độ và ISO. Chụp vậy thì nó khỏe, nhưng mà lâu lâu mình bị dính vô cái chuyện á là mình hay để cái này ở mức không nè. Ở đây các bạn nên hiểu mức không tức là gì, tức là máy nó sẽ đo cái khung đó ở 18% xám. Cho nên nó cân bằng tất cả mọi thứ, mọi cái độ sáng, mọi cái màu sắc đồ này kia, và nó quy về không. Đó. Thì nó nằm ở mức an toàn thôi. Tuy nhiên nếu mà ở những cái cảnh kịch tính hơn mà bạn muốn chụp á, thì bạn có thể giảm xuống, giảm thậm chí rất sâu luôn, hoặc tăng lên. Đó. Các nhiếp ảnh gia chụp đường phố á, thì để nhấn mạnh một cái gì đó. À, cái này thì cái hiệu ứng của nhiếp ảnh nó mang lại á, là do máy ảnh. Cái giải dynamic range, cái dynamic range của nó không bằng mắt người mình, cho nên khi mà bạn đo vào những cái gì mà sáng á thì cái đó nó bật lên, và còn lại cái phần còn lại nó sẽ đen tối luôn. Đó, nó bật chủ thể lên rất là hay. Ở những máy Fuji đời cũ thì sẽ có 3 chế độ, đó là đo đo toàn khung, đo điểm và đo trung bình. Ở những máy đời mới hơn thì nó có thêm một cái nữa, đó là trung bình trọng tâm. Ok, mình sẽ nói từng cái ha. Multi là nó đo nguyên khung luôn. Đó. Ở đây mình đang ở chế độ A nè. Thì mình đo multi, mình đo như vậy, mình muốn cộng trừ gì đó, muốn hình nó sáng lên hay tối đi, mình sẽ dùng cái bánh xe bên này để bù trừ sáng. Thấy chưa? Tiếp theo là trung bình trọng tâm. Thì cái này nó vẫn đo nguyên một khung. Tuy nhiên, cái phần ở giữa nó sẽ đo nhiều nhất. Đây là chế độ đo điểm. Chế độ đo điểm này nó đo theo cái điểm mà bạn lấy nét luôn nha. Bây giờ mình sẽ thử gạt qua bên chỗ khác nè. Thấy chưa? Thấy sáng hơn không? Đó, tức là nó đo ngay chỗ cái điểm đó luôn. Ở đây sáng thì nó sẽ hơi tối. Bây giờ mình để mức không nè. Gạt qua phần đen chắc chắn nó sẽ sáng hơn nè nha. Thấy chưa? Đó.
Tiếp theo nữa là trung bình. Thì máy sẽ đo cái khúc ở giữa của khung hình. Ở đây mình diễn giải từ tiếng Anh nha. Thì đo toàn khung là gì? Là máy nó sẽ tính độ phơi sáng dựa vào sự phân tích của composition nè, màu sắc nè và ánh sáng, khuyên dùng cho mọi trường hợp. Còn trung bình trọng tâm là gì? Nó vẫn đo toàn khung nhưng mà đo nhiều nhất là cái khung ở chính giữa. Spot này mình nghĩ hãng ghi chưa chính xác lắm, như hồi nãy mình có ví dụ á, là ở đây hãng nói là máy sẽ đo cái vùng ở giữa của khung hình tương đương với 2% của nguyên một khung. Thì hồi nãy mình có minh họa là nó phù hợp khi bạn di cái điểm lấy nét đến chỗ nào, nó sẽ đo ngay chỗ đó, tương đương với điểm lấy nét chứ không phải là tương đương với lại cái điểm ở giữa khung hình nha. Và nó khuyến khích cho những trường hợp là mình chụp ngược sáng hoặc là những trường hợp khác khi mà cái phông nó sáng hơn hoặc tối hơn so với chủ thể. Cuối cùng là trung bình. Đo sáng trung bình thì nó đo trung bình. Và nó phù hợp khi mà bạn chụp nhiều tấm với cùng một điều kiện ánh sáng. Nó phù hợp cho khi mình chụp phong cảnh hoặc là chụp chân dung, chủ thể mặc đồ trắng hoặc đen. Mình muốn bổ sung một cái chế độ đo sáng nữa, đó là bật hoặc tắt nhận diện. Ở đây mình để đang bật nhận diện và nhận diện mắt nè. Khi mà mình tắt một cái thì nó trở về cái chế độ đo sáng mình đang set là đo sáng điểm. Còn khi bạn bật lên thì nó sẽ bám theo chủ thể. Có mặt người thì nó đo vào mặt người. Đối với các máy Fuji đời X-Trend 4 đổ xuống, là từ X100V nè, đời X-Trend 4 đổ xuống, thì khi mà các bạn bật cái nhận diện như vậy và đo sáng á, thì lâu lâu nó đo không chính xác. Nó đo vào chủ thể, đo vào cái mặt chủ thể, thì cái mặt người ta đang ở hơi bị tối á, nó sẽ đo vào và nó làm sáng bừng nguyên một cái khung lên luôn, dư khoảng tầm 2-3 stop. Thì lúc đó bạn khắc phục bằng bằng cách là bạn lấy nét, bạn đo lại lần nữa để cho máy nó hiểu là đo vậy chưa đúng ý tôi, bạn cần phải đo lại. Đó. Khi bạn bật nhận diện như vậy thì máy nó sẽ đo toàn khung nha. Nè, bạn thấy mình di chuyển điểm nét nó vẫn không thay đổi độ sáng. Nó đo toàn khung. Khi mà mình tắt một cái là nó sẽ nhảy liền nè. Thấy chưa? Một điểm đáng lưu ý nữa mà mấy bạn mới chơi hay mắc phải nữa, đó là khi mà các bạn đo bằng mod M, thấy chữ M không? Đó. Thì lúc này những cái thông số, những cái vạch bên này nè, nó mang tính chất tham khảo thôi. Ví dụ mình đang để ở lấy nét đo sáng điểm thì mình đang để tầm này là nó là dương 1 đúng không? Mình xoay qua áo đen nó sẽ tối liền nè. Đó. Nó mang tính chất tham khảo. Tại sao mình nói mang tính chất tham khảo? Tại vì khi đó các bạn sẽ không có xoay được cái vòng bù trừ sáng ở đây. Vòng bù trừ sáng ở đây chỉ áp dụng cho bạn xài một trong ba thông số auto, đó là khẩu độ hoặc tốc độ hoặc ISO. Các bạn hiểu chưa? Vòng này khi đó chỉ mang tính chất tham khảo. Nè, mình xoay nè. Nó không ảnh hưởng gì hết. Tại sao? Tại vì các bạn đã khống chế từng thông số này rồi. Thì khi các bạn xoay từng thông số, hình nó mới sáng hơn hoặc tối hơn. Thay đổi một trong ba thông số. Ok ha, chúc các bạn chơi vui. Cảm ơn các bạn đã coi hết clip. Hiện tại mình làm những cái clip này phi lợi nhuận, chủ yếu là chia sẻ cho anh em thêm những cái kiến thức về nhiếp ảnh nói chung và Fujifilm nói riêng. Cho nên nếu được thì cho kênh xin một subscribe, like hoặc share để lan tỏa thêm cho nhiều người biết hơn. Mình có động lực. Mình thiệt ra thích nhất là các bạn comment ủng hộ. Các bạn cầm gì cũng được. Có thể yêu cầu những cái thắc mắc gì đó hoặc là yêu cầu
nội dung cho những clip tiếp theo. Nếu được nữa thì các bạn có thể donate cho mình. Cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt đẹp. Mọi người hay được khuyên là mới tập chụp thì chụp M đi, tức là manual á, cho mau quen, mau lên tay. Cá nhân mình thì mình chụp với mod A, đó là ưu tiên khẩu độ. Nhưng mà theo mình thì cái chế độ bạn chụp Nhưng mà theo mình thì cái chế độ bạn chụp nó không có nó không có nó không có hiệu quả, nó không có hiệu quả. Quan trọng.